thầy hiệu trưởng một mình bơi vào trường ở Cao Bằng, sốt ruột vì hơn một tấn gạo ăn của học sinh bị nhấn chìm. Thầy Diệt bơi quanh trường kiểm tra khi mực nước cao 1,5 mét, bất lực nhìn cơ sở vật chất bị nhấn chìm sau trận mưa lớn. Những ngày qua, hình ảnh thầy hiệu trưởng Hoàng Văn Diệt bơi vào trường tiểu học Quang Vinh, xóm Lũng Nậm, xã Quang Vinh, huyện Trùng Khánh, đang ngập sâu trong nước gây chú ý trên mạng xã hội. Thầy Diệt bất ngờ và cảm động vì được nhiều người quan tâm, ủng hộ. Ông cho biết bức ảnh được chụp hôm 24 tháng 8 sau khi cùng con trai vượt 40 km từ nhà ở trung tâm huyện vào trường. Tôi nghĩ đơn giản trường ngập lụt thì mình phải có trách nhiệm quản lý và bảo vệ. Với tôi, trường là nhà, ông nói. Cao Bằng những ngày qua có mưa lớn, gây ngập úng ở nhiều nơi. Trong đó, lượng mưa đo được ở xã Quang Vinh hôm 23 tháng 8 là 145,2 mm. Thuộc diện cao nhất trong tỉnh. Tối hôm đó, nước dâng lên nhanh khiến thầy Diệt sốt ruột, lo ảnh hưởng đến cơ sở vật chất, chỉ mong trời sáng để vào trường. Lúc đến nơi, thầy thấy nước đã lên ngang cửa lớp học tầng 1, khoảng 1,5 mét. Thầy Diệt bơi vào trong, kiểm tra từng phòng rồi lên tầng 2 quan sát. Tôi rất tiếc, chỉ biết đứng nhìn, do thiên tai nên cũng không làm thế nào được. Thầy Diệt kể, mực nước đỉnh điểm vào ngày 26 tháng 8 ở mức hơn 3 mét, khoảng 1,5 tấn gạo ăn bán trú cho học sinh bị nhấn chìm. Trước đó, trận mưa hôm 13 tháng 8 cũng làm ngập sân trường. Thầy Diệt đã huy động giáo viên, phụ huynh, đoàn thanh niên và ban ngành trong xã di chuyển sách vở, đồ dùng học tập, bàn ghế lên tầng 2. Học sinh tự trường hôm 21 tháng 8 nhưng sau đó phải ở nhà đến giờ vì ngập. Thầy Diệt cho hai trường tiểu học Quang Vinh nằm ở xã đặc biệt khó khăn của huyện Trùng Khánh. Năm học này, trường có 116 học sinh với 6 lớp học. Các em chủ yếu là người dân tộc Hát Mông và Nùng, phần lớn được hưởng chính sách hỗ trợ của nhà nước. Thầy Diệt sốt ruột khi chỉ còn một tuần nữa là khai giảng nhưng trường vẫn ngổn ngang. Bàn ghế gỗ ghép bị hỏng vì ngâm nước nhiều ngày. Sau khi nước rút, ông sẽ huy động mọi người vào vệ sinh tường nhà, phòng học sớm để đón học sinh. Điều ông lo nhất là gạo ăn bán trú cho các em. Số gạo đấy vốn để dành cho học kỳ 1, giờ bị ngâm nước hết rồi, tôi chưa biết tính sao, thầy Diệt nói. Hiền Diệp cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video Hiền Diệp chia sẻ. Để xem nhiều thông tin mới hãy nhấn vào like, follow, đăng ký kênh để xem nhiều video hữu ích nhé.